Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại có thêm một chiếc xe Hyundai Kona. Chiếc này của em là phiên bản 2.0, sản xuất năm 2019, màu đen, biển số Sài Gòn ạ. Cách đây khoảng tầm 3-4 ngày thì em cũng có giao hình ảnh bằng chiếc xe này qua Zalo, Facebook cá nhân của em. Nếu như mà anh chị thường xuyên theo dõi em thì cũng biết em có chiếc xe này cách đây khoảng 3-4 ngày rồi, nhưng vừa chuyển ở Sài Gòn ra. Ra đến đây thì em quay luôn để cho anh chị xem nhé. Xe không phải làm gì cả. Chiếc xe này thì chủ xe họ đã độ thêm một cái bộ la răng thể thao khác so với bản 2.0 của nó. Ngoài ra thì trên chiếc xe này thì chủ xe họ còn lắp thêm một cái màn hình DVD, màn hình Android thông minh thời điểm hiện tại bây giờ. Đó, nguyên bản của nó thì màn hình của nó không phải là màn hình Android ạ. Chiếc xe màu đen, biển số Sài Gòn rất là đẹp. Tuy nhiên thì xe này em đã cho rút hồ sơ rồi, không giữ được biển số này nữa. Đó. Hyundai Kona thì nó là một trong số những chiếc xe mà rất là phổ thông ở trên thị trường. Giá của nó lại rất là hợp lý. Một chiếc xe gầm cao. Đó, SUV cỡ nhỏ. Ghế đây rất là mới. Xe của em mới chạy có 16.000 km thôi ạ, 1.6 vạn. Đó. Rất là đẹp luôn. Xe chuyển ở trong Sài Gòn ra phát là đăng bán luôn, không cần phải làm thêm bất kỳ cái gì cả. Vì chủ xe này họ rất là dữ nên là xe còn rất mới. Đó. Toàn bộ chiếc xe này thì được chủ xe họ bảo dưỡng định kỳ, rất là dữ gìn. Có 16.000 km thôi ạ. Đó, 16.629 km. Màn hình Android. Đó, hiển thị camera lùi rất là to và rõ ràng, rộng lớn. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát ở phía sau hơn. Đó, rất là nét đúng không ạ? Em đang lùi xe đây, quý anh chị có thể nhìn được luôn màn hình ở phía sau. Đấy. Mua xe của bên em thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Xe không đâm va, không ngấm nước, máy móc nguyên bản, và anh chị có thể mang xe vào hãng hay là các đại lý trên toàn quốc để anh chị có thể kiểm tra về mặt chất lượng ạ. Ngoài ra thì bên em vẫn cam kết bằng văn bản rõ ràng viết tay cho anh chị. Nếu như anh chị phát hiện xe đâm đụng, xe ngập nước, bên em sẵn sàng nhận lại tiền và đền bù cho anh chị 100 triệu nếu như anh chị phát hiện xe của bên em đâm đụng ngập nước ạ. Tất cả các chi tiết ở đây chủ xe họ rất là giữ gìn và xe thì còn rất là mới. Lắp thêm rất là nhiều đồ chơi. Riêng cái bộ vành đã khoảng tầm gần 50 triệu rồi ạ. Bộ vành gần 50 triệu cộng với lại cái màn hình này. Màn hình Android thông minh, một dàn lốp Michelin. Đó. Vành này thì lên cái loại vành R18 á. Đó. 23545 R18. Nước sơn của chiếc xe này zin đến khoảng 95%. Rất là mới luôn. Xe được đánh bóng và phủ ceramic nên nước sơn rất là bóng. Trong cái tầm tiền mà anh chị muốn mua một chiếc xe từ loanh quanh 6-700 triệu, muốn mua một chiếc xe lướt đi hợp lý, thì đây có lẽ là chiếc xe này là em thấy rất là hợp lý. Tại vì nó cao, thoáng, rộng rãi trong cái khuôn tiền đó. Cơ bản là xe đời cao lướt ạ. Hiện tại thì chiếc Kona phiên bản 2.0 sản xuất năm 2019, màu đen, biển số Sài Gòn, bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 695 triệu. 695 triệu quý vị và anh chị nhé. Chiếc xe này thì chạy có 16.000 km thôi. Sang tên Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Còn nếu như anh chị ở tỉnh, em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.